thưa một sự trọng trách về truyền giáo và có lẽ cũng sắp sửa trở thành một sự chủ tịch. Kính thưa quý vị, tôi một sư Hồi Minh đã được hội đồng tại San Jose năm 2018 cầu nguyện đặc biệt trước khi sai phái bởi San International để đi truyền giáo cho việt xứ. Trong những năm qua, chúng tôi đã đi qua xứ Ukraine, Macau, Hồng Kông cũng như là Taiwan, tức là Đài Loan, Nam Hàn, Nhật Bản và Lào. Chuyến đi mới nhất là 3 tháng liên tiếp ngay trước khi cơn đại dịch rượt chúng tôi đến tận Đài Loan. Trong suốt 1.5 năm vừa qua, khi chúng tôi về và được tiếp tục chạy chữa cái chân cho được lành hẳn, tạ ơn Chúa và cảm ơn quý vị đã cầu nguyện cho. Một trong những công tác của chúng tôi là đến bên cạnh các hội thánh địa phương để yểm trợ, và ai có thể ngờ được rằng hội thánh Calvary Baptist Church tại Buffalo đang cần mục sư và họ đã mời chúng tôi đến để giúp cho hội thánh. Thì bây giờ tôi là quản nhiệm của hội thánh Calvary Baptist Church trong thời gian này để giúp cho hội thánh được phấn hưng trở lại. Xin cầu nguyện đặc biệt cho hội thánh Calvary tại Buffalo. Cảm ơn quý vị. Bây giờ tôi cũng là một thành phần của quý vị, cho nên một sinh tân mới ở trong cánh đồng tại đây. Xin cầu nguyện chúng tôi sớm có thể trở về Macau và các cánh đồng khác, sớm có chuyến bay, sớm hết cơn dịch. Xin cảm ơn quý vị. Đặc biệt, nguồn phước cho muôn nước thật sự Chúa dùng năng chúng ta, và Chúa mở đường cho tôi một cách không ngờ là tôi sẽ giảng tin lành cho người Hồi giáo tại Pakistan. Thứ năm 15 tây tháng 7 này, tôi sẽ giảng cho khoảng 1.000 người ở tại một thành phố mang tên là Kasur, ở gần thành phố Lahore, là thành phố đứng lớn hàng thứ nhì của xứ Pakistan, có trên 200 triệu dân mà 98% là người Hồi giáo, rất quá khích và sẵn sàng xử tử bất cứ một ai làm chứng về Chúa cho người Hồi giáo của họ. Xin cảm ơn quý vị. Thay mặt cho liên hội, xin welcome mục sư vào trong liên hội. Chúng tôi sẽ cầu nguyện cho mục sư. Cảm ơn Chúa rất là nhiều. Và đây xin kính mời mục sư Phúc ở lại một chút.